Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Y học bốn phương. Quý vị và các bạn thân mến, đã bao giờ quý vị có cảm giác tê dần ở chân, nhất là sau khi ngồi bắt chéo như tôi một lúc như thế này, hay tê dần ở tay khi phải thực hiện lặp đi lặp lại một động tác không? Rất khó chịu phải không ạ? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn về triệu chứng này để biết được nguyên do là gì và tại sao trong một số trường hợp hiện tượng này có thể rất nguy hiểm. Chân có thể rơi vào trạng thái ngủ khi ở lâu trong một vị trí. Ví dụ như ta ngồi bắt chéo chân ở những vị trí như thế này, các dây thần kinh ở chân không được cung cấp đủ oxy nên không thể hoạt động bình thường được. Hệ thần kinh của con người có thể ví như một mạng lưới đường dây điện thoại nối dòng khắp cơ thể. Các dây thần kinh là đường dẫn truyền thông tin tới não. Khi các dây thần kinh, ví dụ như ở chân, bị chèn ép, đường dây bị gián đoạn, thông tin đến não bị thiếu hoặc hoàn toàn không thể đến được não. Tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc này chính là cảm giác tê dần ở chân. Điều này không chỉ diễn ra khi ngồi lâu ở một tư thế không thoải mái, mà đôi lúc là cả khi đang vận động. Nhiều người chạy bộ phàn nàn rằng một số ngón chân, thậm chí cả bàn chân, rơi vào trạng thái ngủ sau khi họ chạy vài cây số, đó là vì một số dây thần kinh đã bị chèn ép. Chắc hẳn nhiều người biết cảm giác tê tay. Nếu bạn thực hiện lặp đi lặp lại một động tác trong một thời gian dài hay cầm nắm vật gì quá chặt, các dây thần kinh ở tay có thể bị ức chế, chèn ép. Ở tay có nhiều búi dây thần kinh chạy qua. May mắn một điều là các dây thần kinh bị chèn ép sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi không còn phải chịu áp lực. Nhưng đôi khi, chỉ một cử động nhỏ cũng có thể gây ra vấn đề dài hạn với một dây thần kinh, giả sử là chạy dọc cột sống. Các dây thần kinh vươn xa tận bàn tay và bàn chân đều chạy dọc theo cột sống. Nếu xương sống chèn ép lâu dài một dây thần kinh nào đó, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Trong trường hợp này, massage, rung lắc có thể giúp giải thoát dây thần kinh khỏi bị chèn. Ta cũng có thể chính là thủ phạm gây ra tác hại với dây thần kinh. Dây thần kinh của những người uống liên tục với lượng lớn rượu bia có thể sưng tấy và chết. Với nicotine cũng vậy. Thương tổn dây thần kinh cũng có thể xảy đến cả với những người tự cho mình có lối sống lành mạnh. Những người không ăn thịt động vật có thể bị thiếu hụt vitamin B12 sau vài năm. Không có B12, lớp vỏ myelin bao quanh các dây thần kinh sẽ hao mòn. Cảm giác tê dần và tê bại là các dấu hiệu đầu tiên của tổn thương dây thần kinh. Đa phần các trường hợp tay chân bị tê đơn giản là do sai tư thế. Nếu muốn có dây thần kinh khỏe mạnh, hãy đảm bảo mình nạp đủ vitamin B, thịt, sản phẩm từ sữa, trứng và các loại hạt rất có lợi cho thần kinh.